kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang đến với bản tin thời tiết du lịch ngày 2 tháng 8 của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Thưa quý vị, do ảnh hưởng của cơn bão số 3, các tỉnh Bắc Bộ đã và đang có mưa trên diện rộng, mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Vùng mưa tập trung trên các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh cho tới Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, sau đó sẽ mở rộng sang các khu vực khác. Các nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi và vùng ven sông ở mức cao, cùng với đó gió mạnh gây nguy hiểm cho các hoạt động du lịch. Từ ngày 5 tháng 8, các tỉnh phía Đông Bắc Bộ mưa sẽ giảm dần và chỉ còn xảy ra ở khoảng dưới 1/2 diện tích khu vực. Mưa vừa, mưa to cũng giảm mạnh. Các tỉnh phía Tây Bắc Bộ cũng giảm mưa từ đêm ngày 5 tháng 8. Do ảnh hưởng bởi hoàn lưu cơn bão số 3, các tỉnh Trung Bộ từ Thanh Hóa trở xuống cho tới Quảng Bình, từ đêm nay có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và dông, với lượng mưa phổ biến cho cả đợt ở khu vực Thanh Hóa là từ 200 cho tới 400mm trên một đợt. Cùng với đó, trên các sông suối khu vực các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An sẽ xuất hiện một đợt lũ, với biên độ lũ ở thượng lưu từ 3 cho tới 6m, hạ lưu từ 1 cho tới 3m. Mực nước đỉnh lũ ở thượng lưu sông Mã đạt mức báo động 1, báo động 2, hạ lưu sông Mã đạt mức báo động 1, hạ lưu sông Cả Nghệ An còn dưới mức báo động 1. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất, ngập lụt ở vùng trũng miền khu vực Thanh Hóa, Nghệ An, đặc biệt là ở các huyện Mường Lát, Bá Thước, Quan Hóa, Quan Sơn, Thường Xuân, Lang Chánh, Ngọc Lặc tỉnh Thanh Hóa và Kỳ Sơn, Tương Dương, Con Cuông, Quế Phong, Quỳ Châu, Quỳ Hợp tỉnh Nghệ An. Từ ngày 5 tháng 8, mưa giảm hẳn trên khu vực và chỉ còn xảy ra ở một vài nơi tập trung về chiều tối và đêm. Ngày nắng, thời tiết sẽ thuận lợi trở lại cho các hoạt động du lịch trên khu vực. Các tỉnh còn lại thuộc Trung Bộ do nằm xa hơn về phía Nam nên thời tiết có phần ổn định hơn. Mưa chủ yếu xảy ra ở một vài nơi, ngày nắng nên khá thuận lợi cho các hoạt động du lịch trên khu vực. Theo nhận định, khi thời tiết tại các tỉnh miền Bắc và Bắc Trung Bộ đang diễn biến xấu, thì khu vực Nam Trung Bộ bao gồm Bình Thuận, được dự báo là nơi có ít mưa nhất trên cả nước nên thuận lợi nhất cho các hoạt động du lịch và các hoạt động ngoài trời diễn ra. Với đặc điểm bờ cát trắng mịn, nước biển trong xanh hiền hòa, thiên nhiên còn nguyên nét hoang sơ, bờ biển dài uốn cong, bãi biển Cam Bình La Ghi thuộc tỉnh Bình Thuận thực sự là một nơi mang lại cho du khách một không gian nghỉ dưỡng lý tưởng. Đồng thời, rừng rưng xanh bát ngát bao quanh biển cũng tạo điều kiện cho quý vị tận hưởng không khí mát mẻ và thoáng đãng, cắm trại cùng bên nhau. Ngoài ra, khi đến đây thì du khách có thể có dịp thoải mái vui đùa cùng biển xanh và trải nghiệm cảm giác đi xe bò dọc biển hay là chiêm ngưỡng khung cảnh bình minh, hoàng hôn lãng mạn buông xuống mặt biển mênh mông hay tham quan làng chài và thưởng thức những món hải sản tươi ngon của xứ biển như là cá, cua, ghẹ, mực ống, tôm, sò, ốc các loại. Và sau khi bão đổ bộ vào đất liền thì trên các tỉnh vùng cao Tây Nguyên, mưa có xu hướng tăng kể và diện và lượng xuất hiện trên diện rộng trong những ngày tới. Những cơn mưa xảy ra bất chợt vào bất cứ thời điểm nào trong ngày. Cùng với đó là nguy cơ cao xảy ra gió lốc mạnh, lốc xoáy, ảnh hưởng nhiều tới các hoạt động du lịch trên khu vực. Chịu ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh và còn duy trì trong những ngày tới, vì vậy mà Nam Bộ trong đêm nay và ngày mai có mưa trên diện rộng. Những cơn mưa có khả năng xuất hiện bất chợt trong buổi sáng. Tuy nhiên, mưa vừa mưa to đến rất to và dông chủ yếu tập trung nhiều vào thời điểm cuối ngày. Sang đến ngày 4 và ngày 5 tháng 8, mưa có xu hướng giảm dần, chỉ còn xuất hiện vào chiều và tối. Ngày nắng gián đoạn, thời tiết có phần tạnh ráo hơn và không quá nóng, với mức nhiệt phổ biến từ 32 cho tới 34 độ, thuận lợi hơn cho các hoạt động du lịch. Và hy vọng những thông tin vừa rồi sẽ giúp quý vị chuẩn bị chu đáo cho chuyến hành trình du lịch sắp tới. Và sau đây sẽ là chi tiết nhiệt độ các điểm du lịch lớn trên cả nước. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị.